Thân ái chào các em. Hôm nay chúng ta học một cái tích phân gọi là tích phân suy rộng. Nghĩa là như thế này. Trước đó chúng ta học một số những cái tích phân mà cái cận của nó là hữu hạn và cái hàm của chúng ta thì hoàn toàn liên tục ở trên cái đoạn đó hoặc khả tích trên cái đoạn đó. Thế bây giờ thì hôm nay chúng ta nghiên cứu một số những cái tích phân mà cái cận của nó không còn là hữu hạn mà cận của nó là vô cực. Hoặc là chúng ta lấy một cái tích phân trên cái đoạn AB nhưng cái hàm F của chúng ta thì nó lại không giới nổi trên cái đoạn AB đó. Thế thì hôm nay cũng là cái bữa học cuối trong cái chương hàm số một biến. Thế thì chúng ta còn nhiều vấn đề nữa để mà nghiên cứu về cái hàm một biến. Nhưng mà cái thời gian thì nó ít thôi. Cho nên là thầy cũng cố gắng trong một cái chừng mực nào đó giúp cho chúng ta tính toán một cái tích phân đặc một số những tích phân đặc biệt ở những bài học trước, hoặc thầy nêu ra cho các em một số những cái tính chất quen thuộc mà thường gặp trong vấn đề tích phân, rồi cũng qua đó thầy cũng giới thiệu cho các em một số những cái bài toán tính tích phân bằng định nghĩa. Thế thì hôm nay thì cái bài cuối trong cái phần tích phân đó là thầy muốn giới thiệu cho các em một số những cái bài toán là tích phân của những cái hàm mà nó không có giới nội hoặc là cái cận của nó ra vô cực. Đó. Thì nó như thế nào? Thì ở đây thầy muốn nhắc lại cho chúng ta một số những cái định nghĩa liên quan đến các cái loại mà tích phân thầy vừa mới liệt kê ra cho các em. Thế bây giờ trước hết thì chúng ta chia ra làm hai loại để chúng ta dễ phân biệt. Ở cái phần thứ nhất thầy muốn trình bày đó là những cái tích phân mà cái cận của nó ở vô cực. Đó là chẳng hạn như bây giờ chúng ta có một cái hàm số f của chúng ta, nó xác định với mọi x lớn hơn hay bằng a. Đó. Tức là x của chúng ta nó xác định đi từ là a đến cộng vô cực đó. Tất cả những cái hàm, tức là cái hàm của chúng ta nó xác định trên cái nửa khoảng từ a đến cộng vô cực. Và giả sử rằng cái hàm f của chúng ta nó khả tích ở trên mỗi cái đoạn từ a đến t, với t của chúng ta đương nhiên là nó lớn hơn a rồi đấy nhé, với mọi t lớn a, tức là cái t này của chúng ta nó có khả năng tiến tới cộng vô cực, và cái hàm f của chúng ta thì đều khả tích trên mỗi một cái đoạn từ a đến t, và t này có khả năng tiến tới cộng vô cực. Ở đây nó không có dấu bằng các em, x nhỏ hơn hẳn cộng vô cực nhé. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái hàm f lớn t, nó là tích phân cận đi từ a cho đến t của fx dx. Thế thì cái hàm ft này chúng ta lưu ý cái biến t của nó nằm ở cái cận t này. Còn cái tích phân này của chúng ta thì cái biến của nó lại là x. Tức là chúng ta đi tính cái tích phân theo biến x, rồi chúng ta thay cái cận t vào, trừ cho thế cận a vào. Và rõ ràng cái hàm, cái tích phân này của chúng ta thì rõ ràng nó phụ thuộc vào cái t. Và cái tích phân này của chúng ta hoàn toàn tồn tại bởi vì do giả thiết là hàm của chúng ta nó khả tích trên cái đoạn từ a đến t. Thế thì lúc này chúng ta có một cái định nghĩa như sau. Đó là tích phân cận đi từ a, và vừa rồi thầy có bảo với các em cái t này có khả năng nó tiến tới cộng vô cực, cho nên nó đi từ a đến cộng vô cực. Và ở đây chúng ta xem cái tựa bài của chúng ta là tích phân suy rộng mà có cận là vô cực. Ở đây cụ thể cận trên của chúng ta là cộng vô cực của fx dx, thì nó chính là bằng lim của cái hàm ft ta vừa mới đặt đây khi t của chúng ta tiến ra cộng vô cực. Thế thì ở đây chúng ta lại có thêm hai cái khái niệm sau đây. Đó là nếu mà cái giới hạn của ft khi t tiến ra cộng vô cực của chúng ta mà nó tồn tại hữu hạn, thì khi đó cái tích phân suy rộng mà có cận vô cực này đây được gọi là tích phân, này gọi là tích phân hội tụ được. Vậy thì nếu mà cái giới hạn này, hoặc là ngược lại thì nó không hội tụ nhé, mà nếu mà nó không hội tụ thì người ta còn có một cái tên nữa, cái tích phân từ a đến cộng vô cực của fx dx còn gọi là phân kỳ. Đó. Vậy thì bây giờ vậy thì nó phân kỳ khi nào? Phân kỳ khi cái giới hạn của ft khi t tiến tới cộng vô cực
hoặc là nó không tồn tại, hoặc là giới hạn của FT khi T tiến ra vô cực nó cũng bằng vô cực luôn, thì lúc đó cái tích phân từ A đến cộng vô cực của Fx dx chúng ta gọi là phân kỳ. Còn giới hạn mà tồn tại hữu hạn thì ta nói tích phân của chúng ta là hội tụ. Thế thì ở đây chúng ta vừa mới bàn với nhau, chúng ta vừa mới nhắc lại với nhau về cái cận trên là cộng vô cực. Rồi bây giờ thì cũng một cách tương tự như vậy, nếu mà cái hàm F của chúng ta mà cái tích phân của nó có cái cận dưới không phải là hằng số mà là trừ vô cực đến B của Fx dx, thì dĩ nhiên chúng ta phải hiểu ra rằng cái hàm F này của chúng ta nó phải khả tích trên mỗi đoạn từ T đến B, với T bé hơn B, với T tiến ra trừ vô cực nhé. Tức là hàm F khả tích nó tồn tại những cái tích phân đi từ T đến B, thì nó sẽ theo giống như vừa rồi, nó sẽ là lim của tích phân đi từ T đến B của Fx dx với T tiến tới trừ vô cực. Thì vừa rồi thầy cũng có nói với điều kiện cái hàm F của chúng ta nó phải khả tích trên cái đoạn từ T đến B, và ta tính cái tích phân này rồi ta thay cái cận B vào, ta trừ cho thay cái cận T vào, thì chắc chắn tích phân này nó sẽ theo cái biến là T, và ta đi lấy cái giới hạn đó khi T tiến tới trừ vô cực. Nếu giới hạn này tồn tại hữu hạn thì ta bảo cái tích phân bên vế trái của chúng ta là hội tụ. Còn nếu như cái giới hạn này không tồn tại hoặc giới hạn của chúng ta ra vô cực thì ta bảo cái tích phân vế trái của chúng ta là cái tích phân phân kỳ. Bây giờ nó còn có một cái khái niệm nữa như thế này. Bây giờ nếu mà cả cận trên lẫn cận dưới đều là vô cực hết, ví dụ cận ở dưới là trừ vô cực và cận ở trên là cộng vô cực của fx dx, dĩ nhiên hàm f của chúng ta cũng thỏa khả tích trên mọi đoạn AB. AB tức là nó có thể A nó có thể tiến tới trừ vô cực, B nó có thể tiến tới cộng vô cực. Thế thì lúc này nó sẽ bằng lim, thầy tách nó ra trước cái đã, thầy chèn cái số 0 vào để mà thầy sử dụng lại cái định nghĩa của hai cái định nghĩa vừa rồi mà thầy vừa mới nói. Thầy chèn số 0 vào thì nó đi được từ trừ vô cực đến 0 cộng cho tích phân đi từ 0 đến cộng vô cực. Đó. Thầy chèn số 0 vào giữa thôi thì ta tách nó ra thành cái tính chất cơ bản như thế này. Và cái tích phân này thì chúng ta đã vừa mới định nghĩa xong, có cận dưới là trừ vô cực, thì như vậy nó sẽ là lim của tích phân đi từ T đến 0 của fx dx. Dĩ nhiên thầy vừa mới nói f phải khả tích trên đoạn từ T đến 0, và T này lúc này ta cho nó tiến tới trừ vô cực. Rồi cộng cho cũng vậy, lim của từ 0, tích phân từ 0 này ta thay cái cộng vô cực này bằng cái cận T của fx dx khi cái T này bây giờ tiến tới cộng vô cực. Và đương nhiên hàm F cũng khả tích trên đoạn từ 0 đến T. Và bây giờ lại có một cái chuyện như thế này. Nếu mà cả hai cái giới hạn này của chúng ta đều phải tồn tại hết thì lúc đó cái tích phân này của chúng ta mới được gọi là hội tụ, tồn tại hữu hạn. Còn chỉ cần một, ít nhất một trong hai cái giới hạn này không tồn tại, hoặc một trong ít nhất một trong hai giới hạn này của chúng ta mà nó ra vô cực, thì khi đó cái giới hạn, cái tích phân bên vế trái của chúng ta được gọi là phân kỳ. Nó giống như là cái việc mà chúng ta vừa mới định nghĩa cái phân kỳ với cái hội tụ ở trong cái định nghĩa, hai cái định nghĩa vừa rồi. Bây giờ thì ta đã xem một cái ví dụ sau đây. Chẳng hạn để bài yêu cầu chúng ta đi chứng minh cái tích phân từ 0 đến cộng vô cực của cos x dx là phân kỳ. Thế bây giờ thì theo cái định nghĩa là thầy sẽ đặt cái hàm ft của chúng ta là tích phân cận đi từ 0 đến t của cos x dx. Ta đi tính cái tích phân này nhé. Thì ta biết rồi, tích phân của
nguyên hàm của cos x đó bằng gì? Bằng sin x, đúng nhé. Lấy trên đoạn từ đâu? Từ 0 đến t. Ta thay biến, ta thay cái cận t vào thì ta ra được cái gì? Sin t. Trừ cho thế x bằng 0 vào đây thì ta biết rằng sin 0 bằng 0, cho nên nó hết rồi. Do vậy mà theo định nghĩa thì ta có được cái y của chúng ta nó bằng lim khi t của chúng ta tiến tới cộng vô cực của ft, mà ft ta vừa mới tính xong bằng sin t. Như vậy ta tính cái giới hạn sin t khi t tiến tới cộng vô cực. Vậy thì bây giờ để chứng minh cái y của chúng ta phân kỳ thì ta phải chứng minh cái lim này của chúng ta, cái giới hạn này của chúng ta nó không tồn tại, hoặc là nó bằng cái giới hạn này của chúng ta nó bằng vô cực. Thế thì chúng ta thấy rằng cái giới hạn này không thể bằng vô cực được, bởi vì hàm sin của chúng ta là hàm bị chặn, cho nên không thể ra vô cực được. Như vậy nó không ra vô cực được thì nó chỉ có khả năng là nó không tồn tại thôi. Mà để chỉ ra nó không tồn tại thì trong những bài học trước thầy có dạy các em là chúng ta chỉ cần chỉ ra hai cái dãy số khác nhau cùng tiến tới cộng vô cực, nhưng thông qua lim của sin hai dãy số đó mang hai giá trị khác nhau, thì lúc đó cái giới hạn này của chúng ta là không tồn tại. Vậy bây giờ chúng ta cái khó là làm sao chỉ ra được, làm sao làm nháp nhẩm ra được hai cái dãy số cùng tiến về cộng vô cực nhưng qua cái giới hạn của hai dãy số đó, sin của hai dãy số đó nó lại mang giá trị khác nhau. Thì ở đây thầy giới thiệu cho hai cái dãy số khá quen ở trong những bài học trước, đó là thầy xem cái dãy số an bằng b chia 2 cộng 2nb. Dĩ nhiên khi n tiến ra vô cực thì an của chúng ta rõ ràng tiến tới cộng vô cực, nó phù hợp với cái điều thầy mới nói. Chúng ta sẽ tìm thêm một cái dãy số khác với dãy số an, chẳng hạn ở đây thầy xem cái dãy số bn nó là 2nb, và rõ ràng cái dãy số bn này của chúng ta cũng tiến về cộng vô cực khi n tiến ra vô cực. Vậy bây giờ ta hãy quan tâm điều thứ nhất trước, đó là lim khi n tiến ra cộng vô cực, ta thay cái an vào đây nhé, tức là sin của an. Thế thì ở đây ta biết rằng hàm sin có chu kỳ là 2b, cho nên ở đây an có 2nb ta bỏ được, còn lại ở đây sin b trên 2. Sin b trên 2 nó bằng 1, vậy mang thông qua giới hạn thì cái giá trị giới hạn này của chúng ta nó cũng bằng 1 thôi. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục, ta đi tìm lim khi n tiến tới cộng vô cực của sin của dãy số bn. Thế thì ta cũng vừa mới nói xong cái chu kỳ của sin là 2b, do vậy ta bỏ được cái 2b này đi. Như vậy thì ở đây nó chỉ còn lại là sin 0, sin 0 bằng 0. Cho nên giới hạn của sin bn khi n tiến tới cộng vô cực cũng bằng 0. Và ta thấy rằng giá trị của hai giới hạn này như thế nào đây? Khác nhau. Một cái bằng 1, cái giới hạn nữa bằng 0. Hai giới hạn này khác nhau cho nên lim của sin t khi t tiến tới cộng vô cực là không tồn tại. Mà không tồn tại thì đương nhiên cái tích phân y của chúng ta là tích phân phân kỳ, tích phân suy rộng phân kỳ. Và đây chính là điều mà thầy vừa mới chứng minh xong cho các em. Như vậy thì để chứng minh một cái hàm, một cái tích phân suy rộng phân kỳ thì chúng ta chỉ cần đi chứng minh cái giới hạn đó không tồn tại, hoặc giới hạn đó nó có cái giá trị của nó là vô cực, nó là vô cực thì nó ra xong thôi. Thế bây giờ thì ta lại xem tiếp thêm một cái ví dụ nữa cũng liên quan đến cái cận là vô cực. Đó là thầy đề nghị chúng ta đi tính cái tích phân y là tích phân đi từ trừ vô cực đến trừ 1 của phân số 1 chia x bình phương dx. Chúng ta cũng làm tương tự bằng cách chúng ta đặt cái hàm f lớn t nó bằng
tích phân đi từ t cho đến trừ 1 của 1 chia cho x bình phương để x. Dĩ nhiên cái t này của chúng ta là nhỏ hơn trừ 1. T nhỏ hơn trừ 1 cho nên 1 chia x bình phương hoàn toàn xác định trên cái đoạn từ t đến trừ 1. Do vậy hàm của chúng ta liên tục. Đây là hàm sơ cấp, mà hàm liên tục thì nó khả tích. Cho nên cái hàm 1 chia x bình khả tích trên cái đoạn t cho đến trừ 1. Cho nên tích phân này hoàn toàn xác định nhé. Và ta tính ra nguyên hàm của 1 chia x bình phương, ta biết rồi, công thức quá dễ. Nó là trừ 1 chia cho x lấy trên đoạn từ t cho đến trừ 1. Ta thay cận vào các em. Chúng ta thay trừ 1 vào thì ta được là 1. Thay t vào trừ với trừ thành cộng, còn lại là 1 chia t. Và bây giờ như vậy thì cái giá trị tích phân y này được tính như thế nào? Theo định nghĩa nó là lim của ft khi t của chúng ta tiến tới trừ vô cực. Đúng chưa? T đây, t đóng vai trò này, tiến tới trừ vô cực. Các em thấy nó cũng dễ nhớ. Mà ở đây thì chúng ta lại thấy khi t tiến tới trừ vô cực, cái hàm ft của chúng ta là 1 cộng t bình. Mà cái 1 chia t khi t tiến đến trừ vô cực thì cái chỗ này của chúng ta tiến đến mấy? Tiến đến 0. Như vậy nó chỉ còn lại 1. Và ta vừa tính xong cái giá trị tích phân y của chúng ta bằng mấy vậy? Bằng 1 rồi. Các em thấy nó cũng không khó. Vậy thì bây giờ tự đại khái như thế này. Để tính một cái tích phân mà có cận vô cực đó, thì chúng ta đặt cái hàm ft, nó mang một cái cận là t, thì cái t đó có thể là nó là cận trên hoặc cận dưới, tùy thuộc vào cái cận vô cực nó nằm ở trên hay cận dưới. Rồi ta đi tính cái hàm f lớn t đó ra bằng cách đi tính cái tích phân nó ra thôi. Sau khi tính được, sau đi xác định được cái biểu thức của hàm f lớn t rồi, thì ta chỉ cần đi tìm lim của cái ft khi t tiến tới vô cực là xong thôi. Thì giới hạn đó mà nó tồn tại hữu hạn thì nó hội tụ, còn nếu mà nó không tồn tại hoặc nó ra vô cực thì nó phân kỳ. Mà nó phân kỳ thì cái giá trị của cái tích phân suy rộng nó không có. Chúng ta chỉ kết luận nó phân kỳ đủ rồi. Chúng ta xem tiếp một cái ví dụ số 3 như sau. Thầy yêu cầu đi tính cái tích phân y, nó bằng tích phân đi từ 2 đến cộng vô cực của phân số 3 chia cho x bình phương cộng x trừ 2 dx. Thế rồi bây giờ thì chúng ta cũng làm giống vậy. Ta xem cái hàm ft, lúc này cái chữ t nó nằm ở phía trên, bởi vì cái cận ở trên nó là vô cực. Cho nên ta sẽ bằng tích phân cận đi từ 2 và t nằm ở trên. Dĩ nhiên cái t này của chúng ta là một số tùy ý lớn hơn hay bằng 2 nhé, của 3 chia cho x bình phương cộng x trừ 2 dx. Và bây giờ thì còn đi tính cái tích phân này với cái cận mang là t thôi. Thì đây là tích phân của hàm số hữu tỉ. Thì bao giờ chúng ta cũng phải quan sát cái phân thức, cái đa thức ở mẫu. Chúng ta phải quan sát cái mẫu số. Thế thì chúng ta quan sát cái mẫu số, chúng ta nhận ra được điều gì? Các em để ý, mẫu số là một cái tam thức bậc 2 có dạng đặc biệt. A cộng B cộng C bằng 0. Do vậy cái tam thức ở dưới mẫu nó có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng C chia A, tức là bằng trừ 2 chia 1 bằng trừ 2. Do vậy mà theo cái cách thức tính tích phân hàm hữu tỉ thì ta tách cái biểu thức trong dấu tích phân ra như sau. Thầy viết lại tích phân từ 2 đến t của 3, viết lại luôn. Mẫu số tách ra thành gì? Tam thức bậc 2 có một nghiệm bằng 1, một nghiệm bằng trừ 2, mà hệ số A bằng 1 nữa. Cho nên nó bằng A nhân cho x trừ x1 nhân x trừ x2. A bằng 1 khỏi ghi. Một nghiệm bằng 1 thì ta ghi là gì? X trừ 1. Một nghiệm bằng trừ 2 ta ghi là gì? Phân tích thành x cộng 2 dx. Rồi bây giờ thì với cái tích phân này thì ta cố gắng
ta biến đổi đưa nó về tổng hiệu các cái tích phân cơ bản để chúng ta tính. Thế thì chúng ta có thể tách nó ra bằng cái quy luật, nó bằng 3 chia cho x trừ 1 nhân cho x cộng 2, ta tách nó ra thành cái gì nhỉ? Bằng A chia cho x trừ 1 rồi cộng B chia cho x cộng 2. Sau đó tao quy đồng mẫu số và ta đồng nhất thức hai vế. Thì lúc đó chúng ta sẽ xác định được các cái hệ số A lớn, B lớn. Để thông qua đó ta tách nó ra được thành hai cái tích phân cơ bản để ta tính. Hoặc là chúng ta còn có thể làm một cách khác nhanh hơn bằng cách chúng ta thêm bớt điều gì đó ở tử để ta tách nó ra, ta đơn giản bớt cho mẫu đi. Bằng hạn như ở đây thì thầy thêm bớt điều sau đây. Nó bằng tích phân đi từ 2 đến t. Mẫu số thầy viết lại x trừ 1 nhân x cộng 2. Vậy thì bây giờ làm cách nào để thêm bớt ở tử? Làm sao nó xuất hiện được x trừ 1, nó xuất hiện được x cộng 2 để hy vọng đơn giản cho mẫu. Và dĩ nhiên thêm bớt kiểu nào đó để nó phải bằng đúng số 3. Thì cái bài này không khó. Ví dụ thầy thêm trên tử là x cộng 2. Vậy thì ở đây có số 3 nó gợi ý chúng ta ở đây là x trừ 1, thì ta chỉ cần trừ cho x trừ 1 thì ăn cao. X trừ cho x hết rồi này. Rồi 2 trừ cho trừ 1 thành 3 này. Đó, thấy không? Thì ở đây chúng ta tách ra được ngay thôi. Như vậy thì nó bằng tích phân đi từ 2 đến t nhé. Có thể tách ra cho thấy này. X cộng 2 chia cho mẫu số thì x cộng 2 đơn giản đi hết. Chúng ta còn lại ở đây là 1 chia cho x trừ 1. Dấu trừ ở đây thì chúng ta viết lại chỗ này thôi. Riêng cái x trừ 1 này thì lại đơn giản được cho cái x trừ 1 ở dưới. Thì ở đây ta còn lại 1 chia cho x cộng 2 dx. Và ở đây thì ta đã đưa được về hiệu của hai cái nguyên hàm rất cơ bản. Như vậy thì nó bằng cái gì? 1 chia x trừ 1 nguyên hàm của nó là log neighbor trị tuyệt đối của x trừ 1. Dấu trừ viết lại ở đây. 1 chia x cộng 2 nguyên hàm là log neighbor của trị tuyệt đối x cộng 2. À, tất cả lấy trên cái đoạn mà chúng ta lấy tích phân, tức là từ 2 đến t. Thấy chưa nào? Như vậy thì ghi nhớ cho thầy cái kết quả này để chúng ta qua trang khác. Lúc này ft của chúng ta bằng log neighbor của trị tuyệt đối x trừ 1 trừ cho log neighbor trị tuyệt đối x cộng 2 lấy trên đoạn từ 2 đến t nhé. Thế bây giờ thay vì thế cận vào ngay không nên, bởi vì ta thấy cái biểu thức của chúng ta nó còn phức tạp. Vậy ta làm gọn biểu thức lại rồi thế cận như sau. Ta biết công thức rồi. Log neighbor của A trừ log neighbor của B thì bằng log neighbor của A chia B. Do vậy ta gộp lại thành log neighbor của trị tuyệt đối tử số của chúng ta là gì? X trừ 1. Mẫu số của chúng ta là A x cộng 2. Tất cả lấy trên đoạn từ 2 đến t. Thế vừa rồi thì thầy vừa mới nói với các em rằng ta chọn cái t này là con số tùy ý lớn hơn hay bằng 2. Do vậy các cái giá trị x này của chúng ta thì chúng ta quan sát lớn hơn 2. Mà x lớn hơn 2 do nên tử số x trừ 1 lớn hơn không? Và mẫu số cũng lớn hơn 2, x cộng 2 lớn hơn 2. Do vậy phân số của chúng ta dương. Phân số dương cho nên hai cái trị, cho nên cái trị tuyệt đối này ta bỏ luôn. Trị tuyệt đối dương, số dương thì trị tuyệt đối bằng chính nó thôi các em. Và ta ra được một cái biểu thức khá gọn. Bây giờ thì chúng ta thay cái giá trị cận vào thì ta có được cái gì? Log neighbor thay t vào nhé. Thì như vậy trên tử của chúng ta là gì? T trừ 1, dưới mẫu của chúng ta là ai? T cộng 2. Rồi trừ cho log neighbor của thay 2 vào trên tử là 1, dưới mẫu là 4. Như vậy phân số của chúng ta là 1 phần 4. Ta thu gọn chỗ này lại một chút nữa. Log trừ log thì thành chia. Như vậy thì nó bằng t trừ 1 chia t cộng 2, tất cả chia 1 phần 4 thì bằng nhân phân số nghịch đảo lên. Như vậy nghịch đảo lên thì bằng 4. Còn lại ở đây t trừ 1 chia t cộng 2 thôi. Vậy thì bây giờ cái giá trị tích phân y này muốn tính chỉ cần đi tìm giới hạn của ft
Khi T tiến tới ai các em? Đây ngó, tiến tới cộng vô cực. T tiến tới cộng vô cực là xong thôi. À, như vậy thì lúc này ta có Y, nó chính là lim khi T tiến tới cộng vô cực của FT. Thế bây giờ để ý này, cái phân số này, T trừ 1 chia T cộng 4. Khi T tiến tới cộng vô cực, bậc tử bằng bậc mẫu. Bậc tử là 1, bậc mẫu là 1. Như vậy giới hạn này nó bằng hệ số bậc cao nhất của tử chia hệ số bậc cao nhất của mẫu, nó bằng 1 chia 1 bằng 1. Còn nếu không thì chúng ta có thể dùng quy tắc L'Hôpital lấy đạo hàm cũng xong thôi mà. Như vậy thì cái giới hạn này tiến tới 1. Như vậy thì còn lại ai ở đây thôi? Còn lại lốc nê bê của 4. Và đây nó chính là cái giá trị của tích phân chúng ta cần tính. À, ví dụ số 3 thì chúng ta cũng thấy là nó mang cái hình ảnh bằng cách là chúng ta đặt cái hàm FT rồi thông qua giới hạn thì có được cái giá trị tích phân suy rộng cần tính thôi. Và chúng ta cảm giác rằng hình như cái tích phân suy rộng của chúng ta nó còn dễ hơn cả cái việc mà chúng ta đi tính một cái tích phân bình thường. Phải không nào? Ví dụ nữa, chẳng hạn như ba qua ba ví dụ rồi thì chúng ta thấy nhẹ nhàng thôi. Vậy thì cái quay trở lại cái chuyện là đi tính cái tích phân suy rộng thì phải tính được cái tích phân bình thường. Tính cái tích phân bình thường xong rồi chuyển qua giới hạn là xong thôi. Mà tại vì cái thời gian nó eo hẹp cho nên là những cái cách tính tích phân là thầy cũng chưa trình bày, có dịp trình bày cho các em. Mà cái đó thì chúng ta đã được học ở phổ thông rồi. Bây giờ ta xem tiếp một cái ví dụ thứ tư mà thầy cho cả hai cận của nó đều là vô cực cả. Chẳng hạn như tính cái tích phân đi từ trừ vô cực đến cộng vô cực của 1 chia cho 1 cộng x bình phương dx. Thế thì lúc này bình thường ra thì theo như cái định nghĩa vừa rồi thì thầy sẽ chèn cái số 0 vào giữa và sử dụng để tìm hai cái giới hạn để tính. Đúng chưa? Nhưng mà ở đây thì chúng ta để ý thấy cái hàm bên trong của chúng ta, nó là hàm chẵn. Nó là hàm chẵn trên cái đoạn, hàm chẵn trên trên R. R là tập đối xứng. Cho nên là theo cái bài mà hôm tuần bài bài trước bài này đó, thì thầy có một cái bài đó là tích phân đi từ trừ A đến A của f x dx với f là hàm lẻ thì cái giới hạn cái tích phân đó nó bằng không. Nhưng mà nếu f là hàm chẵn thì tích phân đi từ trừ A đến A của f dx nó sẽ bằng hai lần tích phân đi từ 0 đến A của fx dx. Cho nên ở đây chúng ta thấy ta đổi x thành trừ x thì 1 chia 1 cộng x bình của chúng ta chẵn, nó không đổi. Cho nên ta biến đổi như sau: thay vì đi từ trừ vô cực đến 0 thì bây giờ nó bằng hai lần tích phân đi từ 0 đến cộng vô cực của 1 chia 1 cộng x bình phương dx. À, vậy thì nó lại quay trở lại với cái loại tích phân suy rộng cận trên là vô cực. Thấy chưa nào? À, vậy thì biết tính cái tích phân này lại không khó nữa rồi. Ta lại tiếp tục ta xem cái hàm số FT của chúng ta. Nó là tích phân đi từ 0 đến T, dĩ nhiên T của chúng ta lớn hơn 0. Của 1 chia 1 cộng x bình phương dx. Thế thì tích phân này quá dễ, có công thức rồi. Nó chính là bằng arc tan của x lấy trên đoạn từ 0 đến t. Các em thay cận t vào thì chúng ta được là arc tan t. Ta thay 0 vào arc tan của 0, ta biết nó bằng 0 rồi. À, do vậy mà ta có được y này. Coi chừng y của chúng ta nó còn số 2 ở đây nữa. Thì nó phải bằng hai lần lim của ft khi t tiến tới cộng vô cực. Đây, tiến tới cộng vô cực. Thế thì ở đây thì khi t tiến tới cộng vô cực thì ta biết rằng arc tan t tiến tới bao nhiêu? Bi chia 2. Mà nhân cho 2 ở đây nữa, bi chia 2 nhân cho 2 thì còn lại là bao nhiêu? Bi. À, như vậy thì ta vừa mới tính xong cái giá trị của tích phân của chúng ta nó bằng bi. À, như vậy thì thầy vừa mới trình bày xong cho các em cái loại
mà tích phân của chúng ta, cái cận của nó là vô cực. Thì có khả năng là cận dưới thì ta sẽ cho cái tích phân cận đi từ t đến cái số nào đó, và ta cho thông qua giới hạn t tiến tới trừ vô cực. Hoặc là cái cận trên là vô cực thì ta xem cái hàm ft với cái tích phân cận trên là t, và ta thông qua giới hạn khi t tiến ra cấp vô cực. Và để tính được cái tích phân suy rộng này thì chúng ta thấy vấn đề còn lại vẫn quay trở lại cái việc mà chúng ta phải đi tính được một cái tích phân xác định bằng phương pháp đổi biến số hoặc bằng phương pháp tích phân từng phần. Và cái giá trị của tích phân đó khi thế cận vào nó sẽ mang biến là t, và thông qua giới hạn thì ta có được cái giá trị của tích phân suy rộng. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một cái loại tích phân suy rộng nữa mà cái cận của nó là hữu hạn, nhưng ngược lại nó lại không có giới nội trên cái đoạn mà chúng ta lấy tích phân. Thế thì bây giờ ta lại xem tiếp một cái loại tích phân suy rộng thứ hai nữa trong bài học ngày hôm nay. Đó là cái tích phân của một cái hàm không bị chặn. Thế thì chúng ta theo dõi một chút cái giả thiết mà đề bài cho chúng ta như thế này. Tức là nếu mà cái hàm số f của chúng ta nó giới nội và khả tích trên mỗi cái đoạn để ý trên màn hình sau đây, từ a cộng cho epsilon đến b, tức là cái epsilon này của chúng ta là cái số dương tùy ý nhỏ, tùy ý nhỏ đừng lớn. Ở đây thầy có ghi là với mọi epsilon dương, nhưng mà chúng ta được hiểu rằng cái epsilon này nhỏ, dương và nhỏ tùy ý. Và cái giới hạn của cái trị tuyệt đối fx khi x tiến tới a cộng nó ra được cộng vô cực. Điều này các em có nghĩa là như thế này này. Cái hàm của chúng ta nó không bị chặn tại x bằng a. Tại vì khi x tiến đến a thì cái giới hạn của f nó ra cộng vô cực, tức là cái hàm f của chúng ta nó không giới nội trên cái đoạn từ a đến b, nhưng mà nó lại giới nội trên cái đoạn từ a cộng epsilon đến b. Coi chừng nhầm cái giả thiết. Nói một cách nôm na dễ hiểu như thế này, hàm f của chúng ta nó có giới hạn khi x tiến đến a cộng, tức là tiến về bên tay phải của số a, là vô cực nhé. Thì lúc này chúng ta có cái định nghĩa sau đây: tích phân đi từ a đến b của fx dx, xin lưu ý hàm f nó không bị chặn khi x bằng a nhé. Cho nên nó không bị chặn, cho nên đấy, chúng ta coi tích phân suy rộng của hàm không bị chặn. Như vậy f không bị chặn trên cái đoạn lấy tích phân từ a đến b. Và được định nghĩa như thế này. Nó là lim của tích phân đi từ a cộng epsilon đến b của fx dx khi epsilon tiến về bên phải của số 0. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là thế thì cái tích phân này của chúng ta có tồn tại hay không? Thì câu trả lời có. Bởi vì giả thiết đã cho khả tích trên mỗi cái đoạn a cộng epsilon đến b thì đủ bảo đảm để chúng ta thấy tích phân này tồn tại. Và chúng ta lại có thêm một cái khái niệm phân kỳ và hội tụ như là những cái định nghĩa vừa rồi thầy mới nói. Tức là nếu mà cái giới hạn này của chúng ta mà nó tồn tại hữu hạn thì cái tích phân này của chúng ta nó gọi là hội tụ. Thế còn ngược lại thì nó gọi là phân kỳ. Ngược lại là gì? Ngược lại nghĩa là cái giới hạn này không tồn tại hoặc giới hạn này nó ra vô cực thì là phân kỳ thôi. Các em thấy không? Vậy thì vấn đề còn lại vẫn là cái chuyện mà chúng ta phải đi tính cái tích phân này thôi. Rồi thông qua cái giới hạn khi epsilon tiến về không cộng. Một cách tương tự, nếu mà cái hàm của chúng ta không bị, ở đây là cái hàm không bị chặn ở cái cận dưới. Thế bây giờ một cái hàm mà không bị cận trên nó như thế nào? Cũng vậy.
Tức là ta cũng có một cái giả thiết là hàm F dưới nội và khả tích trên mỗi cái đoạn B trừ epsilon nhé. A đến B trừ epsilon. Với epsilon dương đủ bé. Và cái giới hạn khi x tiến đến B trừ của trị tuyệt đối Fx cũng ra vô cực. Điều này để nói với chúng ta rằng cái hàm của chúng ta nó không bị chặn khi x bằng B thôi. Tức là trên cái đoạn từ A đến B nó không bị chặn. Nhé. Thế thì lúc này chúng ta cũng có một cái định nghĩa tương tự như vậy. Nghĩa là gì? Tích phân đi từ A đến B của Fx dx, và lưu ý một lần nữa, F của chúng ta không bị chặn trên đoạn AB. Đây, x tiến đến B trừ thì F nó tiến đến cộng vô cực. Tức là cái x bằng B làm cho hàm số không, nó không bị chặn, nó không giới nội. Và nó bằng lim của tích phân đi từ A đến cái cận trên là B trừ epsilon của Fx dx khi epsilon tiến về không cộng. Như vậy thì cái hàm F này của chúng ta vẫn khả tích trên cái đoạn từ A đến B trừ epsilon do giả thiết cho. Cho nên cái giới hạn cái tích phân này hoàn toàn xác định và nó phụ thuộc theo biến là epsilon. Và thông qua cái giới hạn khi epsilon tiến đến cộng vô cực. Mà giới hạn này tồn tại hữu hạn thì cái tích phân này là hội tụ. Và nếu cái giới hạn này không tồn tại hoặc đa vô cực thì tích phân này của chúng ta phân kỳ. Rồi bây giờ như thế này nữa. Vừa rồi thầy bảo nếu mà cả hai cận đều ra vô cực hết thì chúng ta lại chèn một cái số không nào vào giữa, tách ra như cái định nghĩa cận vô cực vừa rồi thầy nói. Nhưng mà bây giờ nó còn có một cái tình huống như thế này. Giả sử F của chúng ta thì nó lại xác định tại A và B chứ nó không ra vô cực. Nhưng mà giữa cái đoạn AB nó lại có một cái số ở giữa nó. Ở trong cái đoạn AB chứ không phải ở ngay chính giữa đâu. Nó làm cho hàm số không không giới nội tại cái điểm đó thì ta có định nghĩa nào? Thì chúng ta xem một chút chỗ này. Tức là bây giờ nếu mà cái hàm F của chúng ta có cái điểm gián đoạn loại 2 tại C thuộc vào cái đoạn AB. Cái đoạn loại 2 thì chúng ta biết rồi. Hôm cái bài hàm số liên tục thì thầy có nói. Và nó liên tục trên mỗi cái nửa khoảng từ A đến C và từ C đến B. Tức là lúc này cái lim của F khi C tiến, x tiến đến C nó không xác định, nó ra vô cực đó. Thì lúc này ta có cái định nghĩa sau đây. Đó là y bằng tích phân đi từ A đến B của fx dx, ta tách nó ra bằng lim của tích phân đi từ A chèn cái C trừ epsilon 1 khi epsilon 1 của chúng ta tiến về không cộng của fx dx. Rồi cộng tiếp cho nối lại là tích phân đi từ C cộng cho epsilon 2 đến B khi epsilon 2 tiến đến cộng vô cực của fx dx. Và chú ý dùm, nếu cả hai cái giới hạn này tồn tại hữu hạn thì lúc đó gọi là hội tụ. Còn nếu không thì nó là phân kỳ, tức là chủ chỉ một trong giới hạn đó không tồn tại đã được gọi là phân kỳ rồi. Thế thì chúng ta có một cái ví dụ nho nhỏ như thế này. Các em thấy này, rõ ràng cái sin này của chúng ta nó bằng không khi x bằng không. Cho nên cái hàm này của chúng ta rõ ràng là cái hàm không giới nội tại điểm x bằng không. Và lúc này ta đặt cái g của chúng ta nó bằng tích phân đi từ epsilon không thì cộng vô đó ấy, rồi epsilon phải dương, cho đến b trên 2 của cos x căn sin x dx. Và đi tính cái tích phân này theo cái biến số là epsilon thì lúc này chúng ta thông qua cái lim của epsilon tiến đến cộng cộng thì ta có được cái tích phân này. Và công việc này thì thầy thấy rất nhẹ rồi, chúng ta có thể về chúng ta làm cho thầy được rồi. Thế thì thầy cũng vừa mới chấm dứt xong cho các em cái phần tích phân suy rộng và cũng chấm dứt luôn cái phần cái chương tích phân ở đây. Thế thì bài học của chúng ta hôm nay là cũng chấm dứt, thì thầy cũng vừa mới trình bày hết cả cho các em cái phần của cái hàm một biến thì gồm có giới hạn, gồm có liên tục, gồm có đạo hàm, rồi gồm có tích phân. Thì nó cũng mang cái chương trình, cái phân bố chương trình của toán một biến cũng tựa tựa như cái chương trình phổ thông.
nó có điều nó hơi sâu hơn, nó nâng cao hơn. Thế thì hôm nay thì thầy chúc cho các em nhiều sức khỏe để đạt được nhiều thành công. Thầy thân ái chào các em.